Chào các bạn, hôm nay anh Bưởi xin trở lại với câu hỏi là học gì để làm quảng cáo. Có rất nhiều bạn gửi inbox về hỏi là anh Bưởi ơi, bây giờ em muốn đi làm công ty quảng cáo thì em nên học cái gì, cũng như là em muốn tìm hiểu về những cái bên trong của công ty quảng cáo. Hôm nay anh Bưởi xin trả lời câu hỏi đó cho các bạn có một cái nhìn tổng quan, cũng như để chuẩn bị cho mình coi mình hợp cái gì để chúng ta đi làm quảng cáo ha. Hôm nay mình sẽ bước vào trong bên trong công ty quảng cáo có cái gì. Thì nó như vậy là các bạn, nó có rất là nhiều những cái mô hình công ty quảng cáo, tùy theo cái độ lớn, độ nhỏ, cũng như là yếu tố nước ngoài, yếu tố liên doanh, hoặc là yếu tố hoàn toàn là công ty nội địa. Thì có thể nói như vậy nè, tùy theo cái mô hình đó, nhưng anh Bưởi chỉ xin là tổ chung lại. Nếu các bạn làm về kế toán, làm về nhân sự thì nó đơn giản rồi. Cái đó các bạn, anh Bưởi sẽ không cần thiết phải nói ngày hôm nay. Nhưng anh Bưởi nói về hôm nay á, là có ba cái phòng chính. Đó là cái phòng account, tức là cái phòng chăm sóc khách hàng ha. Cái phòng thứ hai là cái phòng planning, là tức là cái phòng làm chiến lược. Và cái phòng thứ ba là creative. Đây là ba cái phòng hầu hết là các công ty quảng cáo đều có, tùy theo độ lớn nhỏ mà họ sẽ có ít người hay nhiều người, hoặc là họ có những cái chức danh nó cao hơn một chút, hoặc là thấp hơn một chút, và nó sẽ có sự quy mô tùy theo cái mô hình của công ty. Nhưng mà mình tổ chung lại thì tất cả những công ty quảng cáo lớn nhỏ đều có ba cái bộ phận này. Nếu không có thì họ sẽ đi tìm nguồn freelance, nhưng thật sự ra là phải có ba cái này. Nó giống như là một cái kiềng ba chân để cho tất cả những cái công việc quảng cáo đến từ phía khách hàng đi vào trong cái môi trường agency để bắt đầu làm việc. Bây giờ mình hiểu là có ba bộ phận ha, là account, planning và creative. Bây giờ mình sẽ đi vào từng phần. Trong account á, thì nó sẽ có tùy theo mô hình công việc mà sẽ có công ty lớn á, thì nó sẽ có là cái team là client service head, tức là một cái người ở trên cùng nữa. Dưới đó thì họ sẽ có là account director. Còn không á, thì các công ty khác thì họ cũng chỉ có là cao nhất là account director. Tùy theo công ty mà họ sẽ có 2, 3, 4 vị trí account director. Dưới này á, sẽ có các bạn khác để chạy việc, giúp việc cho bạn account director này. Có thể là có senior account manager hoặc là account manager. Rồi nó sẽ có là những cái bạn ở dưới nữa là senior account executive. Hoặc là account executive đó, và một số vị trí là junior account. Sau đó là sẽ có một số vị trí là intern, tức là chúng ta đi vào đấy là thực tập làm công việc này. Thì đó là sơ về cái phòng ban account ha. Và cái tiếp là mình có bộ phận là planning, tức là người làm kế hoạch thì trong này sẽ có chia ra là cao nhất là planning director ha. Kế thứ hai là planning manager. Rồi kế đó là có một bạn phụ việc là planner thôi. Và dưới đó sẽ có những bạn junior planner. Và sau đó là mình có là intern. Đó là cái phòng mà là kế hoạch. Rồi sau đó mình chuyển sang cái phòng thứ ba là creative. Thì tùy theo công ty ha, có công ty thì họ sẽ có thêm một cái vị trí là group creative director, hoặc là executive creative director. Nhưng tổ chung lại á, creative director á, gọi tắt là CD á, thì CD là cao nhất rồi. Thì dưới CD sẽ có một người phụ việc cho CD, là associate, giúp đỡ cho CD để chạy công việc ha. Rồi dưới bạn associate này á, thì mình sẽ có thường thì là sẽ có hai team. Mình cần những cái bạn viết câu chữ là copy team, thì bạn thì mình sẽ có là cao nhất á, là senior copywriter và copywriter. Và dưới đó thì mình sẽ có là intern copywriter, hoặc là một số vị trí họ sẽ có thêm là junior copywriter. Bên cạnh đó là với lại team copy á, thì sẽ có một team làm hình ảnh, tức là thiết kế, là visual đó, thì mình sẽ có là senior art director hoặc là art director ha. Và dưới đó mình sẽ có là senior designer, rồi tới designer, và sẽ có thêm là junior art director. Thì sơ sơ đó là ba cái phòng ban quan trọng nhất mà tất cả công ty nào cũng phải có. Thường á thì họ sẽ, ví dụ như là họ sẽ không có planning, thì họ sẽ fill in bạn này, hoặc là họ thiếu một bạn art, thiếu một bạn copy, đôi khi là họ thiếu một bạn ACD, thì tùy theo công việc mà họ sẽ freelance. Nhưng mà tụ chung lại thì tất cả cái mô hình công ty quảng cáo và những cái job mà làm quảng cáo đó
thì phải có ba cái bộ phận này. Vì sao? Bây giờ mình sẽ đi vô chi tiết để coi tại sao có ba cái phần này. Qua đó các em sẽ thấy coi là mình sẽ hợp với cái bộ phận nào để mình sẽ làm hồ sơ ứng tuyển vào trong cái từng cái bộ phận của công ty quảng cáo ha. Đầu tiên mình xin đi qua cái bộ phận là của team account. Rồi thì account á, thì mình phải hiểu coi là họ là ai ha. Trước khi mình đi vô từng cái role, từng cái vai trò của từng người, từng cái vị trí, cái trách nhiệm của người account, thì mình hiểu là tụ chung lại cái vai trò của team account á, là một cái người quan trọng nhất trong cái môi trường quảng cáo. Quan trọng nhất, bởi vì sao là họ quan trọng nhất? Bởi vì tất cả những cái job của khách hàng á, mà khi mà họ gõ cửa agency, họ kêu một cái pitch tham gia một đấu thầu, hoặc là họ brief một dự án, thì họ phải brief vào account đó. Chứ họ không có brief cho branding, cũng không có brief cho creative nếu mà họ đã cần một công ty quảng cáo. Người account á, là cái người nắm một cái dự án, sau đó là họ sẽ phân bổ cái job đó, họ sẽ đi tìm planner nào để làm việc, họ sẽ đi tìm creative nào để họ làm việc. Thì mỗi một cái như vậy á, là người account phải nắm về mặt tiến độ công việc, cũng như là cái job đó cần bao nhiêu con người, và cái job đó khách hàng cho bao nhiêu tiền. Sau đó là họ sẽ phân bổ để còn lại một cái phần tiền sau khi trừ chi phí dự án, trừ tất cho đơn vị thứ ba là supplier hay là thất mặt ti á, thì họ còn lại một tiền để giữ lại tiền và tiền lợi của công ty. Cho nên vì thế họ mới là người quan trọng nhất công ty ha. Đó, và họ là cái người mà quản lý dự án, bất kể dự án lớn nhỏ nào đi vào trong agency, họ là cái người quản lý. Họ nắm tất cả về đường dây, yêu cầu công việc, về mặt deadline và thời gian thực hiện, tiến độ, chất lượng, cũng như là họ nắm được tất cả những cái yêu cầu và phân bổ cho tất cả các phòng ban khác còn lại. Họ lên một cái báo giá và báo cáo với team kế toán coi lời lỗ như thế nào, và cái công việc đó là nhận hay là không. Rồi kế tiếp á, là họ là người thường mình nói như vậy nè, họ là người bị các bên ghét nhất. Và nếu có vấn đề gì mà họ người khách hàng chửi, hay là creative team chửi, hay là brander chửi á, hoặc là tất cả những cái supplier chửi, đều chửi qua account. Họ đều chửi account, tức như khách hàng có chê về mặt chất lượng của creative, hay là chê về mặt cái plan không có hay, hoặc là chê về mặt trễ đến deadline giao bài của creative, hoặc là complain creative về mặt câu chữ hình ảnh không đẹp, supplier làm không tốt, đi quay phim làm không có hay, hậu kỳ làm trễ nải các kiểu, thì team account thường là bị đem ra chửi đầu tiên. Bởi vì account là cái người quản lý job mà không có đôn đốc, không có thúc đẩy, không có quản lý, không có control, không có timeline, hoặc là không có push, thì đó là cái người account là bị ghét nhất, bị chửi đầu tiên ha. Cái tiếp á, là bất kỳ một sự cố nào, một cái job mà nó chạy mượt mà thì nó không có sao, nhưng mà bất kỳ một cái job mà có sự cố, bất kỳ một cái sự cố nào thì account đều bị chửi. Người team trong nhà cũng lôi account ra là sẽ chửi là tại account không group kỹ, tại account không có check kỹ, tại account này, tại account kia. Đó, thì đó là những cái chung quy lại mình hiểu là tại sao account nó là như vậy ha. Bởi vì account là theo có một cái từ nó rất là hay, là account là on behalf of client at agency, tức là khách hàng nằm vùng ở trong công ty quảng cáo. Bởi vì sao nó có cái câu nói này, nó có lý do hết, là họ là những người account, họ là những người hiểu khách hàng, họ ôm một cái brand, họ ôm một cái thương hiệu cho công ty khách hàng, họ hiểu được yêu cầu công việc, họ hiểu được cái brand team, họ hiểu được marketing team, họ hiểu được cái budget khách hàng cho đó. Thì cho nên là mà họ work với một khách hàng một năm, hai năm, ba năm, thì họ hiểu tất cả những cái yêu cầu đó, thì cho nên là họ chính là khách hàng tại agency. Họ sẽ điều khiển, họ sẽ giao bài, họ sẽ điều phối cái team trong nhà của agency để làm việc cho khách hàng. Nhưng thực sự ra họ phải nắm tất cả những cái yêu cầu, cũng như là những cái tâm ý của khách hàng, để họ phục vụ cho nó tốt hơn. Cho nên họ mới gọi là on behalf of client. Vậy account làm gì? Account á, cái quy trình làm việc của họ, thì ở đây là anh Bưởi có để sơ cho các bạn hiểu ha. Đầu tiên á, là họ nhận cái client brief của khách hàng, sau đó họ mới chuyển cái brief đó, họ cùng làm việc với cái team planning để ra được một cái hướng phân tích về mặt chiến lược.
và phát triển những cái về mặt insight, và họ sẽ brief cụ thể với lại cái team planner đó để tìm kiếm những cái phân tích thông tin về category, về đối thủ competitor, về phân tích tâm lý người tiêu dùng là consumer insight, và phân tích luôn cả về sản phẩm của khách hàng là company. Và tất cả cái đó thì họ phải làm việc với lại team planning, thì team planning đó họ mới lên một đường dây, tức là định hướng chiến lược đánh về mặt truyền thông. Thì sau khi có một cái brief rồi đó thì account, cả account và team planning á happy với cái brief này. Chỗ này á thì sẽ có một số công ty họ sẽ có cái ông CD vô để align công việc, để align về mặt hướng đi, align về mặt cái big strategy, align về mặt cái hướng, cái định hướng truyền thông. Sau đó ok hết rồi là cái bộ ba gồm có account, planning and creative là cái ông CD á sẽ ngồi ở đây ok cái hướng đi, hướng đánh về mặt truyền thông. Sau đó sẽ chuyển sang brief xuống team creative. Thì lúc này cái ông CD á ổng sẽ gọi một cái team sẽ gồm có ổng sẽ tùy theo coi cái team creative á là cái team nào còn đang rảnh, không có bị overload, thì ổng sẽ đưa công việc đó cho cái team đó làm. Và ổng sẽ bắt buộc phải có một bạn copy, một bạn art director hoặc là một bạn designer, để ba người đó sẽ sau này sẽ cùng với nhau để mà brainstorm ra được cái idea. Cái tiếp á, là câu chuyện của team creative là ông CD với lại team của ổng sẽ lên bài, lên idea, brainstorm, làm ra được những cái idea. Sau đó là bán câu chuyện đó, tức là đi present cho khách hàng. Tất nhiên là nó sẽ có câu chuyện là không phải bán một lần là xong. Đi bán xong rồi khách hàng sẽ có feedback, input, sẽ có back and forth, tức là đi về sửa bài xong đi qua present, xong đi về sửa bài xong đi qua present. Nhiều khi á, cả tháng trời luôn. Tức là cái công việc mà agency sửa bài, xong qua present, xong về là cả tháng trời, bao nhiêu là cuộc họp để revise. Hoặc là có những công ty họ sẽ đi pitching, tức là sau khi pitch á, thì cũng phải sửa bài 2-3 vòng thì mới có cái kết quả là confirm, là win hay là fail. Đó, thì hoặc là fail là đi luôn, còn win á, thì phải về. Sau đó mình về là mình mới sửa lại bài theo tất cả những cái gì mà khách hàng brief lại để làm bài. Thì lúc này á, thì câu chuyện mà sau khi một tháng hoặc là 2 tháng, có khi 3 tháng mình mới xong toàn bộ cái bài vở của creative. Trong đó nó rất nhiều những cái yêu cầu công việc, gồm có TVC, gồm có print ad, gồm có nguyên một cái chương trình IMC, đổ bài như thế nào cho nguyên một cái campaign. Đó, thì sau khi mọi thứ lên hết rồi đó thì mình sẽ chuyển sang cái khâu là sản xuất. Tới đây là mình sẽ bắt đầu mình là triển khai về mặt sản xuất. Mình sẽ chụp hình, mình sẽ quay phim, mình sẽ dàn dựng, mình sẽ đi thu voi, lồng tiếng, mình sẽ đi chỉnh sửa hậu kỳ các kiểu. Đó, hoặc là mình sẽ làm post Facebook, mình sẽ làm game, các kiểu, các thể loại mà yêu cầu công việc nó cần. Sau đó là mình mọi thứ material, tức là những cái vật phẩm quảng cáo mình sẵn sàng rồi đó, thì mình sẽ bắt đầu mình launching, ha, là mình chạy lên chương trình, mình sẽ air trên tất cả các kênh mà cái bạn Blender đã hoạch định. Và sau cùng á là chúng ta sẽ account sẽ là monitoring, tức là sẽ theo dõi chạy như thế nào, đài nào, chạy trên kênh nào, lượng tương tác làm sao, rồi cái tiến trình đó là có chạy deadline về media hay không, rồi media report như thế nào. Sau đó là account sẽ làm công việc nữa là report. Đó, thì cái người account, đây là nguyên cái lộ trình mà người account phải làm việc, phải quản lý một cái dự án, đi từ những cái bước client brief cho tới cái bước mà report, là cả một cái quy trình mà người account đó phải handle, phải sắp xếp và quản lý theo tiến độ, theo timeline để mà gọi team, đưa cái này cho ai, đưa cái việc kia cho ai. Đó là những cái gì mà account họ sẽ làm việc, là what they do ha. Rồi, vậy thì ai có thể làm được account? Các bạn trẻ nghe thú vị ha, nghe công việc quảng cáo rất là trendy, rất là sành điệu, rất là thích thú. Đặc biệt là những bạn Gen Z muốn đi làm quảng cáo để có thể mặc váy ngắn, mang guốc cao, mang dép xẹp, hoặc là mặc áo tank top đi làm, rất là ok, hấp dẫn các bạn. Hoặc là những bạn trai mặc áo body, hoặc là mặc áo thun tay dài, hoặc áo sơ mi, rất là thời trang để đi làm account. Nó đều được hết, miễn các bạn có một cái tinh thần là kỹ tính, bạn rất là sát sao và lanh lẹ. Lanh lẹ là không, nhưng mà cẩn thận nha, chứ không phải lanh lẹ mà bạn bị ẩu, ẩu đoản là nó không có được. Bạn phải giỏi giao tiếp, bạn phải có một cái khả năng giao tiếp linh hoạt, phải biết cách ứng phó, nói chuyện với tất cả những thể loại người. Bởi vì khi bạn làm account á, bạn là người đại diện cho công ty quảng cáo để đi nhận brief.
thì sẽ có khách hàng, bạn là khách hàng đến từ ngân hàng, khách hàng đến từ ngành nước hoa, ngành xe hơi, khách hàng đến từ các công ty xây dựng, thậm chí khách hàng đến từ công ty phân bón đó. Thì làm sao đó mà bạn có thể là gặp ai bạn cũng quảng giao, bạn cũng ngoại giao, bạn cũng nói chuyện được, bạn cũng giao tiếp được. Và bạn phải bình tĩnh, bạn phải chu đáo, bạn phải chi tiết và có một cái kỹ năng quản lý hệ thống. Vì sao mà cần phải có những cái này? Bởi vì account á, là bạn phải biết tất cả những cái cuộc họp sau này bạn đi họp á. Bạn mới vô làm account thì bạn sẽ có những cái level như là AE, rồi từ AE bạn lên AM, rồi lên AD. Thì tất cả cuộc họp á, người cao phải rất là kỹ lưỡng coi khách hàng nói cái gì. Mình phải có, mình phải note, mình phải recap lại hết. Đó xong mình sẽ về, mình sẽ để không có trong cuộc họp ai cũng nói, không có ai dừng lại chờ bạn xong, chờ bạn ghi xong người ta mới nói tiếp. Thì bạn phải ghi âm, và bạn phải ghi âm, nhưng mà bạn phải turn ra là mình ghi âm, nhưng mà mình phải turn ra là không phải là mình ghi âm cho có, cho đủ tất cả các cuộc họp, nhưng mình phải ghi âm để đảm bảo được rằng là trong cái ghi âm đó có những cái ý nào là chỉ để nghe thôi, nhưng có cái ý nào là để làm, để action, có cái ý nào khách hàng nó lưu ý, khách hàng sẽ không thích. Cấu trúc lại cái bài ghi âm sau khi mình ghi âm về đó, tất cả đó là nó cho mình cái hệ thống quản lý, hệ thống sắp xếp công việc. Có những cái job mà bạn phải biết là bạn làm account không phải là bạn làm một job, bạn làm khách hàng A, làm khách hàng B, khách hàng C. Khách hàng A đang pending, khách hàng C nhảy vô đời gấp, khách hàng D thì đang shooting, đang chuẩn bị gửi file. Nó sẽ có giống như là ba đầu sáu tay á, thì bạn phải là cái người điều phối, biết là cái nào mình sẽ trì hoãn được, cái nào mình sẽ đẩy nhanh được, cái nào mình sẽ nới lỏng được thời gian để cho mình phải nuôi team, mình phải biết cách nhịp nhàng. Chứ cái nào mà mình cũng gấp hết là mình sẽ bị bể dĩa đó. Thì cái đó là cái cách mình phải hệ thống và mình phải quản lý. Đó là những cái bạn đó có cái tố chất đó thì anh Bưởi khuyên là nên làm ở cao. Còn chúng ta không cần phải học, mà không cần phải, các bạn sẽ hỏi là em học ngoại ngữ văn ra, em học kinh tế ra, em học marketing ra, em làm được ở cao hay không? Thì nãy giờ bạn nghe anh Bưởi nói, bạn có thấy mình như vậy hay không? Nghe ở cao vô bạn sẽ vô từ vị trí AE ha, bạn lên từ từ. Thì nãy giờ những cái cá tính mà anh Bưởi vừa kể, nếu bạn có như vậy được á thì bạn hãy đi làm ở cao. Còn nếu không thì không học với ở cao nha. Vậy thì chúng ta cùng xem những cái nhiệm vụ của ở cao là sau tiếp ha. Khi bạn vô và làm việc là AE đó, bạn vô một cái level thấp nhất, bạn phải quản lý mỗi một ngày, bạn phải follow cái công việc mà bạn được giao, bạn phải làm rất là nhiều những công việc mà được AM và AD giao phó đó, thì bạn phải handle rất là nhiều thứ ở trong này. Thì đó là nhiệm vụ của bạn ở cao executive. Thứ hai, khi bạn lên là vị trí là account manager thì bạn sẽ có một cái vị trí bạn đang ở giữa đường, tức là middle management position, tức là bạn phải oversee, bạn phải giám sát những bạn account AE ở dưới hả, và bạn phải quản lý được cái cục tiền của khách hàng giao phó cho bạn, và bạn phải biết cách optimize cái phí của agency thì mới ra tiền lời được. Thì hôm nay anh Bưởi không có đi chi tiết được, mình sẽ ở trong trường bô của anh Bưởi có dạy những cái lớp về account. Thì anh Bưởi chỉ đi nhanh cái này các bạn xem, thì bạn nào mà có hứng thú về account á thì có thể tham khảo thêm một số cái lớp ở bên trường bô về account ha. Rồi thì khi bạn lên tới account director, đây là một vị trí lớn á, nó senior rồi, bạn phải giám sát là bạn AE, bạn AM đó, bạn deal với là những cái con người senior level bên khách hàng đó, và bạn phải có một cái quan sát được cái business của khách hàng. Vì bạn lên AD rồi là bạn quản lý một khách hàng rồi đó, thì bạn phải có một cái hiểu ở nhất định, quán triệt toàn cảnh của khách hàng của bạn, và bạn hiểu được tất cả về mặt strategic planning, bạn hiểu được về một cái plan làm IMC, bạn quan sát tất cả những cái đó để bạn làm việc với là CD, bạn làm việc với một bạn là Blender Director, thì nó rất là quan trọng cho cái vị trí là AD ha. Và trên nữa là bạn lên một vị trí cao hơn là Client Service Director, tức là chùm rồi đó, tức là chùm và xếp tất cả những cái bạn AD ở dưới. Một mình bạn sẽ làm rất là nhiều cái account bạn quản lý, và bạn sẽ có những cái người ở dưới phụ bạn giống như là Account Director đó. Thì đó là việc khó, đây là một việc khó nhằn ha. Và cái nghề account còn cho bạn một cái vị trí cao hơn nữa là MD đó. Thường á thì chỉ có CD khó làm MD thôi, chứ còn planning và account rất dễ làm MD, bởi vì đó là những vị trí quản lý về tiền bạc, về con người,
Còn ông CD á, ông rất là bay về mặt sáng tạo, ông khoái làm sáng tạo thôi. Cái não ông là não phải. Còn thường account là nắm tất cả về mặt đầu, cua, tai, nheo, lời lỗ của một cái dự án, và nắm tất cả con người. Bởi vì account là như nãy anh cứ nói đó, là cái người mà quản lý một cái dự án thì phải làm việc với rất nhiều con người trong một cái dự án đó. Thì account vì thế mà dễ dàng lên MD. Còn creative á, họ biết về planning, yes. Họ làm sáng tạo, yes. Nhưng họ chỉ làm với con người trong team của họ thôi. Họ không có phải handle nhiều người khác như team account đó. Thì hoặc và cái ông CD á, cái người làm creative á, họ rất là bay. Họ đó là bởi vì họ là não phải. Họ rất bay về mặt creative thì rất khó cho họ để ngồi ở cái vị trí là MD. Bởi vì ngồi ở vị trí MD á là rất nhiều những cái về logic, về con người, quản lý, kế toán, nhân sự, lời lỗ. Tính đến tiền là bạn khỏi làm sáng tạo được rồi. Ha, thì cho nên á là đi làm account thì cái cửa cuối cùng là các bạn có con đường career path của mình, là mình sẽ đạt từ intern và qua bao nhiêu năm, có khi 20 năm bạn sẽ lên một vị trí là MD. Thành ra các bạn có con đường để các bạn đi ha. Đó là sơ sơ về những cái công việc, vai trò, cũng như là những cái về bộ phận của account. Thì tiền lương của account á thì nó sẽ là như vậy. Ở đây bữa chỉ ghi là những cái mức mà nó cơ bản thôi, chứ còn thực sự ra tùy vào công ty ha, mà nó sẽ có cái mức lương khác nhau. Thì hình như là hầu như là ở những vị trí intern nó có chỗ là nó không có pay, tức là không có trả tiền. Nhưng một số chỗ thì nó sẽ có là cho bạn 1 triệu tới 3 triệu phí dầu nhớt xăng xe. Junior account director thì khoảng 6 đến 9 triệu. Và khi bạn làm xong junior rồi đó mà công ty nó giữ lại bạn làm, hoặc là bạn apply vô công ty với vị trí là AE ấy, thì khoảng từ 10 tới 12 triệu. Khi bạn làm tới AM tức là account manager thì khoảng từ 20 tới 28 triệu. Và senior account manager thì khoảng 30 tới 40 ha. Rồi bạn làm tới account director thì nó cao rồi đó, 50 tới 80 triệu. Có những chỗ là nó offer hơn là 4.000 đô hay 4.000 rưỡi đô tùy. Đó, và account lớn hơn nữa thì sẽ có mức lương lớn hơn ha. Thứ hai là mình sẽ sang bộ phận là phòng ban của planning. Thì ai sẽ là những cái người thích làm có tố chất, hoặc là ai who, tức là họ là ai. Người mà có cái tố chất mà đi làm được planning á là cái người mà thích tò mò về con người, tò mò về mặt ý tưởng, tò mò về cuộc sống. Họ là những cái người mà quan sát rất tốt, quan sát tất cả những cái về human being ha, về những cái nhân sinh quan nói chung. Và họ là người thích nghiên cứu tâm lý học và xã hội học đó. Họ là ai? Họ là những cái người mà chuyển ngữ từ cái client brief sang cái creative brief, tức là họ là cái người hiểu tất cả những cái đầu cua tai nheo của client brief. Sau đó họ filter, họ chắt lọc lại, họ ra một cái định hướng sáng tạo cho team creative, đó gọi là creative brief á. Rồi họ là cái người mình gọi nôm na là vẽ đường cho hưu chạy á bạn ha. Tức là họ là những cái người mà tạo những cái inspire cho team creative để mà vẽ cái đường ra. Họ không phải là cái người chỉ đạo team creative nha. Họ không phải là cái người mà kêu là creative làm A, làm B, làm C. Nhưng họ ra một cái hướng, và cái hướng đó là cái hướng để mà inspire team creative để làm sáng tạo đó. Thì họ là những người như thế. Vậy thì họ làm cái gì? À, cái vai trò của cái người mà làm planner đó là họ phải nghiên cứu khách hàng. Khi họ nhận một cái job, một cái pitching hay là một cái brief từ khách hàng, họ phải nghiên cứu khách hàng rất là nhiều. Nghiên cứu về mặt insight, về mặt sản phẩm, về mặt cách khách hàng đã truyền thông là cái gì, khách hàng nói cái gì trong những năm qua, đối thủ khách hàng là ai, nói cái gì, truyền thông ra sao, sản phẩm giá cả như thế nào, ngon hay không. Nói chung là rất nhiều cái fact mà họ là cái người phải nghiên cứu rất nhiều để xác định thông tin chi tiết về khách hàng này ha. Và họ phải là cái người đưa ra một cái chương trình hành động truyền thông đối với một thương hiệu. Tức là sau khi họ nghiên cứu xong, họ có rất nhiều những cái công thức để họ làm, thì họ phải đưa ra một cái chương trình hành động, đó là một định hướng để mà truyền thông. Thì từ đây á, khách hàng sẽ theo cái hướng này approve, chịu để đánh vào truyền thông. Sau đó team creative á sẽ dựa vào đây để binh, để làm ra idea, làm ra layout, làm ra visual, làm ra hình ảnh, tất cả mọi thứ, để đập tất cả các kênh để quảng cáo đó. Thì phải dựa vào cái chương trình hành động này của cái bạn planner. Sau đó là họ phải có một cái nhìn sâu sắc
chính cái nhìn của họ đó, cái nhìn mà họ đã cảm thông, đã cảm thấu, đã thấu hiểu được từ ngành hàng, từ sản phẩm, từ thị trường, từ văn hóa, từ đối thủ, từ ngành hàng, rồi tất cả mọi thứ ở trên truyền thông, tất cả mọi thứ, thì họ có một cái nhìn, đó là cái nhìn rất là bé của cái người làm chiến lược. Chính cái nhìn đó là một cái mạch máu của campaign đó ha. Thì team sáng tạo mà có bay idea được, mà bay trúng, bay đúng, bay hay, bay mà khách hàng cảm thấy là một cái campaign hiệu quả, thì phải dựa vào cái nhìn này. Cho nên rất khó để cho một bạn brander ra được những cái hướng này. Cho nên cái vai trò họ rất là lớn. Và họ là phải là cái người, như này anh Bửu có nói đó, họ không phải là cái người mà chỉ đạo creative là phải làm A làm B, nhưng họ là cái người phải cho creative một cái hướng đi à, để creative là phải có cảm hứng, từ đó mới làm ra chất liệu sáng tạo. Chứ không phải là một cái bản creative brief khô khan rồi kêu creative là phải làm này làm kia. Cho nên cái creative brief á, của bạn runner đó là một cái chất xúc tác khởi tạo, một là một cái truyền cảm hứng cho những cái team creative để họ làm idea đó. Vậy thì ai có thể làm runner? Nó phải là những cái người chịu khó quan sát, suy nghĩ thấu đáo và có cái góc nhìn là logic. Từ A đi tới B, creative á, sẽ bay bổng, đôi khi không cần phải logic. Nhưng cái người làm runner đó cực kỳ logic, họ phải có luận cứng, luận điểm, dẫn chứng, phải có data, phải có thông tin, phải có thông số, và phải có tất cả là phải có được proven đó. Và họ đưa ra được những cái đó là dựa vào những cái dữ liệu, họ là người phân tích dữ liệu có số má hẳn hoi đó, chứ không có bay bổng như team creative. Bởi vì tất cả cái số liệu đó để ra được một cái hướng đánh, một cái hướng đi là phải dựa vào tất cả những thông số từ thị trường, từ research, từ những cái nghiên cứu, từ những cái cuộc họp, những cái cuộc đi check thị trường, đi làm market research các kiểu, thì đó nó mới ra được những cái thông tin để cho họ có cái tất liệu để họ làm một cái hướng đi. Tại sao quấn cái này? Vì sao quấn cái kia? Ha. Và đây là những cái người mà nếu bạn nào mà thích đọc sách á, phân tích, thích mổ xẻ, tư duy logic nhịp nhàng thì bạn nên đi làm planner. Còn người nào mà khoái bay bổng, thích sự sáng tạo một cách tự do, thích sự bay bổng, bay táo bạo các kiểu, mà mình tha hồ để mình bung lụa về mặt sáng tạo, thì bạn nên đi qua môi trường creative ha. Rồi thì tiền lương của các bạn làm branding á, thì nó cũng có những cái anh Bưởi ghi ở đây cho các bạn thấy là nó có những cái mức mang cái tính chất là bạn để bạn tham khảo thôi, tùy theo công ty, tùy theo cái danh tiếng của bạn, tùy theo cái chất lượng của bạn mà có mức lương khác nhau. Thì cũng giống như account ha, mình sẽ có mức là các bạn sẽ intern sẽ có mức là đôi khi là sẽ không được trả tiền, hoặc là trả tiền rất là ít, và bạn junior thì có vài triệu thôi. Entry level là bạn vô làm planner thì 10 tới 12 triệu là cùng. Bạn làm được 2 năm á, thì 15 triệu. Bạn làm trên 2 năm á, thì cao một tí. Nhưng khi bạn lên hàng senior rồi đó là có cao hơn ha. Hoặc bạn lên manager rồi, và cao nhất là director là có, anh Bữa có biết một số bạn làm cả 100 triệu, 120, 150 triệu một tháng nếu bạn ở cái level là director đó. Thì cho nên là câu trả lời ở đây là tùy thuộc vào bạn, và bạn là cái người có muốn làm hay không, và cái quá trình bạn phấn đấu á, nó sẽ cho bạn những cái con số hấp dẫn ha. Rồi vậy thì cái tiếp anh Bữa đi qua cái phòng là creative. Rồi thì cái phòng này là phòng rất là thú vị ha. Anh Bữa là creative bay, anh Bữa là dân sáng tạo, anh Bữa là art bay. Thì họ là ai? Những cái người mà thích sự sáng tạo, bạn nên nhớ nè, nó có hai vế ha. Nếu chúng ta học mỹ thuật mà để vẽ tranh á, đó là mỹ thuật tạo hình để sáng tác, và cái sáng tạo đó là sáng tạo nghệ thuật, tức là mình học ra để mình vẽ tranh, giống như là Picasso hay là Van Gogh đó, thì nó khác. Mình toàn quyền sáng tạo cho mình theo đúng cái tôi của mình, theo đúng cái nhu cầu của mình, theo đúng cái bản chất của mình, mình không cần quan tâm. Nhưng sáng tạo quảng cáo là một câu chuyện là mình sáng tạo cho khách hàng, mình sáng tạo làm thuê, tức là mình sáng tạo là vì một cái nhãn hàng nào đó họ cần một cái ý tưởng để bán một cái lon nước, bán một cái gói mì. Nó khác hoàn toàn với chuyện là chúng ta sáng tạo qua một cái bức tranh, khác nhau ha. Hoặc là
bạn phải có hai cái ngăn trái tim. Một cái là bạn cất vô khi bạn đi làm nghề quảng cáo cho sản phẩm, bạn lấy ra khi bạn cuối tuần bạn ở nhà bạn vẽ tranh, bạn vẽ gì bạn vẽ, thì đó là cái bạn là nghệ thuật của riêng bạn. Còn cái nghệ thuật mà bạn đi bạn làm cho khách hàng là nghệ thuật để bán hàng, nghệ thuật để thương mại đó. Bạn phải cân đối hai cái này để chúng ta biết được rằng cái tôi mình nằm ở đâu là đủ. Chúng ta đi làm cho khách hàng mà không có cái tôi, bởi vì hôm nay mình làm cho mì gói, ngày mai mình làm cho nước rửa chén, nước xả vải, tất cả cái đó là cái tôi của sản phẩm chứ không còn là cái tôi của mình. Bạn chỉ có trang là bưng một cái chất của bạn vô, ví dụ như bạn khoái những cái idea về pop rock, bạn là người thích run trì, thích là người thích những cái rất là gai góc, bạn thích những cái gì đó nó rất là kiểu như là mạnh mẽ hay là kiểu như lãng mạn, thì bạn đưa vào một chút, nhưng phải cân đối với lại cái yêu cầu của cái bản brief, cũng như là bạn phải theo sát cái brand mandatory, tức là những cái quy tắc điều lệ của cái brand đó. Thì bạn để bạn hiểu được là chúng ta là cái người sáng tạo, nhưng mình muốn đi làm cái quảng cáo thì mình phải biết mình là sáng tạo ở đâu, và mình phải biết cách mình control chính mình ha. Rồi kế tiếp là người creative trong quảng cáo đó là cái người minh họa cái chiến lược. Hồi nãy á, cái bạn planner á, là các bạn đẻ ra cái chiến lược, đẻ ra cái cách đánh về mặt truyền thông, đó là những cái hướng đi. Nhưng chúng ta là cái người cầm cái đó để minh họa, để vẽ ra bằng hình ảnh, để tạo ra cái câu chữ đó. Thì nếu những cái bạn mà làm copy, học những cái trường ngữ văn báo chí, những cái khoa viết lách, thì bạn sẽ vô công ty quảng cáo để bạn sáng tạo ra câu chữ, những cái lời copy rất là hay đó. Giống như bạn nghe những cái câu copy rất là hay của quảng cáo là đã quá Pepsi ơi đó, thì đó là cái câu mà do một bạn copywriter rất là sáng tạo khi tạo ra một cái câu nghe đúng cái vị đã khác của Pepsi, ví dụ như vậy ha. Rồi thì cái người creative trong quảng cáo là gì? Là cái người thiết kế cái hình ảnh. Tất cả những cái quảng cáo hình ảnh, dù bạn treo trên xe buýt, trên billboard, trên TVC, trên Facebook post, nó đều có hình ảnh. Thì những cái người creative đó là họ là cái người thiết kế ra những cái hình ảnh đó để quảng cáo nha. Và chúng ta, những cái người creative có cái máu nghệ sĩ, nhưng nghệ sĩ để sáng tạo, có mục đích để quảng cáo cho sản phẩm của khách hàng, chứ không phải là nghệ sĩ sáng tạo bức tranh mình mang ra mình treo, mình bán không ai mua thì mình mang về nhà mình treo. Đó là câu chuyện hoàn toàn khác ha. Rồi vậy thì chúng ta khi mà apply vào trong cái bộ phận creative trong agency, thì đó là một cái phòng ban, cũng như là một cái con người trong phòng đó là cái người có khả năng bay bổng nhất agency. Vậy thì chúng ta làm cái gì? Những cái người làm creative á, là phải làm concept, rồi làm ý tưởng, là làm idea, và mình phải design, ra ha. Mình có concept rồi, mình có idea rồi, thì mình phải thiết kế ra một cái phim, thiết kế ra một cái poster, một cái tờ rơi, một cái banner, một cái hộp, một cái logo, một cái bao bì, một cái game, một cái post Facebook. Chúng ta phải design ra hết. Và sau khi chúng ta design rồi, chúng ta phải mang những cái đó tới cuộc đời, mang cái đó ra ngoài, là bring it to life, tức là mang cái đó bỏ lên Facebook, mang cái đó, cái phim ta bỏ lên YouTube, mang cái phim đó đưa lên trên HTV để trình chiếu. Thì mình phải sản xuất. Thì đó là những cái bốn cái hạng mục công việc lớn mà tất cả những các bạn có cái máu sáng tạo đi học những cái trường như là Hồng Bàng, Văn Lang, Kiến Trúc, IMIT, đó. Và mình đam mê những công việc là quảng cáo, thì mình phải đi vào trong công ty quảng cáo mà làm những cái việc này. Hoặc là những cái bạn học ngữ văn, báo chí, khoa học xong và nhân văn, những bạn học chuyên về viết lách, thì bạn sẽ apply vô bạn làm là copywriter để viết những câu chữ quảng cáo ha. Vậy thì ai là người có thể làm được creative? Bạn thích cái mới, thích cái đẹp ha, thích sáng tạo, thích bay bổng, bạn có năng khiếu viết, năng khiếu mỹ thuật, năng khiếu kể chuyện, năng khiếu thinh, năng khiếu tưởng tượng, thì bạn hoàn toàn có khả năng apply vào phòng creative nha. Rồi thì tiền lương của creative á, nó cũng như vậy, nó cũng giống như những bạn account, giống như những bạn planner. Nhưng có một cái khác là các bạn có thể làm freelance. Dân creative á, mà nhân copy hoặc là nhân design đó,
thì làm freelance nhiều lắm, bởi vì thực sự ra cái ngành này nó rất hot ở chỗ là chúng ta ăn lương ở một công ty nhưng mà đêm tối về chúng ta hoàn toàn có thể hoặc là cuối tuần nhận thêm những cái job logo, nhận thêm những cái key visual, nhận thêm những cái design, những cái Facebook post, nhận những cái design bao bì, bạn hoàn toàn nhận được hết. Nhưng câu chuyện là khi bạn ra trường bạn là designer hoặc là khi bạn mới vô làm bạn là copywriter, bạn có khả năng phấn đấu để bạn lên được cái mức lương hơn 100 triệu hay là không ha? Thì đó là cái mà anh Bưởi muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay ha. Thì đó là công việc mà chúng ta hiểu coi mình có đi làm quảng cáo và mình có hứng thú với cái phòng ban nào, account, planning và creative, thì chúng ta phân tích, tìm hiểu và đi làm thêm ha. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Xin thân ái chào các bạn.